What's up? Xin chào 500 anh em. Chào mừng các em đã quay trở lại với channel What's Year. Theo lời đáp ứng của 500 anh em thì các anh em có vẻ rất là thích thú với cái việc đó là mình thử thay keycap cho các cái bàn phím. Hôm nay mình sẽ thay một bộ keycap khá là độc lạ dành cho chiếc bàn phím Amcool này. Đây chính là chiếc bàn phím Amcool HK107 RGB phiên bản màu xanh dương. Đó, các bạn có thể nhìn thấy nền của nó sẽ là màu xanh dương và LED của nó sẽ là LED RGB. Với cái bộ keycap màu trắng, mặc dù là đèn ở trong phòng rất là sáng nhưng mà con bàn phím này lên LED cực kỳ đẹp và nó chạy cũng rất là mượt nữa. Thì hôm nay mình sẽ thử thay cho em này một cái bộ keycap khá là hay ho, và keycap này sẽ là keycap chuẩn PBT. Anh em cùng mình xem thử nhé. Và đây chính là cái bộ keycap mà mình nhắc tới. Đây là bộ keycap The Ocean, tức là về đại dương. Nó sẽ gồm có hai lớp, lớp phía trên như thế này, một lớp phía dưới. Để mình mở ra cho các bạn coi. Đây, nó sẽ có hai lớp như thế này. Và cái bộ này của nó sẽ gồm có 108 phím nha các bạn. Đây, để mình mở cái tấm này như thế này. Đó, như các bạn nhìn thấy thì cái tông chủ đạo của nó cũng sẽ là màu xanh nước biển, nhưng mà là màu xanh của nó khá là nhạt, gần gần giống như là màu xanh da trời vậy. Và chúng ta sẽ có thêm các cái phím phụ nữa ở cái khay ở dưới này. Đó, các cái phím phụ ở đây. Các phím phụ này thì nó sẽ có cả cái đuôi hình con cá voi này, có các cái con sinh vật biển. Phía đây chúng ta sẽ có cả cái nút ship mà in hình con cá voi nữa. Và cái này là BBT in die sub cho nên nó sẽ có in 5 mặt. Rất là đẹp và cực kỳ là sắc nét. In die sub tức là nó sẽ đưa cái lớp màu này vào trong sâu phía trong keycap chứ không phải là in theo kiểu khắc laser. Và cái màu này nó sẽ bền hơn khá là nhiều so với cái kiểu in khắc laser. Đó, như các bạn đã thấy, cái nút space của nó sẽ là gồm một con cá voi khá là to và nó được in tràn từ phía cạnh xung quanh cho lên phía trên luôn, nhìn rất là đẹp. Và tất nhiên cái điểm yếu của BBT die sub là sẽ không có xuyên LED được. Tuy nhiên thì nó sẽ có một cái chất lượng khá là tốt. Như các bạn thấy thì cái bộ keycap này có độ dày khá ổn, nó khoảng tầm 1,5 mm. Và cái độ dày này nếu mà so với lại những cái bộ keycap trên thị trường thì nó dày hơn khá là nhiều. Chính vì cái chất liệu của nó là PBT và còn rất là dày nữa, cho nên là nó sẽ cho cái cảm giác gõ tốt hơn so với những chiếc keycap bình thường. Bây giờ mình sẽ cùng thử thay cho các bạn coi nhé. Ok, như vậy là mình đã gỡ hết cái bộ keycap cũ của con Amcool ra rồi. Bây giờ mình sẽ nói về cái bộ keycap mới. Thì cái bộ này là cái bộ sử dụng Cherry Profile. Cherry Profile thì nó sẽ cho cái độ cao nó thấp hơn một chút so với OEM. Đây là cái keycap của con Idra. Đó, keycap này là chuẩn OEM thì nó sẽ cao hơn một chút so với lại Cherry Profile. Đấy, như các bạn đã nhìn thấy là hai cái độ dày của hai cái keycap này nó trái nghịch nhau hoàn toàn. Một con là rất là dày, một con là khá là mỏng. Và cái con này nó sẽ không có double shot, nhưng con này sẽ được double shot. Con này thì nó sẽ có cái độ nhám hơn rất là nhiều so với những cái con sử dụng như ABS. Cái độ nhám của nó và nó cứng hơn rất là nhiều.
Chính vì vậy và giá thành những cái con keycap mà sử dụng chất liệu PVT thì nó sẽ đắt hơn là những thằng mà dùng chất liệu ABS như thế này. Tuy nhiên nó sẽ không có xuyên LED nha các bạn. Ê, trước khi lắp keycap thì mình sẽ cho các bạn nhìn sơ qua cái đèn LED RGB của em này. Đó, phải nói là nó cực kỳ đẹp, rất là sáng và cực kỳ mượt luôn. Cái này tùy chỉnh LED RGB khá là đơn giản. Nếu như mà các bạn muốn chuyển LED thì các bạn FN với nút Space như thế này. Thì nó sẽ có nguyên một dải màu và chúng ta có thể chọn bất kỳ màu nào ở trong đây để chuyển màu. Ví dụ như mình chọn màu xanh lá cây, đó thì nó sẽ có hiệu ứng waving màu xanh lá cây. Còn nếu như mà các bạn muốn chuyển lại sang RGB thì các bạn ấn nút Space để nó chuyển lại sang hệ thống RGB nhé. Rồi bây giờ mình sẽ cùng lắp bộ keycap PPT vào. Ok, như vậy là mình đã lắp xong cái bộ keycap mới cho em bàn phím này. Nhìn nó khác hẳn so với ban đầu luôn nha các bạn. Đó, chúng ta sẽ không thấy LED xuyên qua những cái chữ nữa, mà chúng ta chỉ nhìn thấy một màu xanh của chữ này thôi. Và LED nó sẽ tỏa đều ở phía dưới chân của cái keycap. Do con này là LED gầm cho nên là khi các bạn nhìn thấy thì LED nó sẽ tỏa dưới chân được. Và nhìn khá là hay. Ở đây khi mình lắp xong thì nó sẽ bị thừa ra một vài nút như thế này. Tại vì đây là cái bộ này nó sẽ cho chúng ta thêm một số nút. Ví dụ như là nút Enter ở đây. Hoặc là nút ESC. Nút ESC này thì nó sẽ cho thêm cái hình cái đuôi con cá voi nhìn khá là đẹp. Ngoài ra thì mình đã thay toàn bộ cái cụm num lock hay là nút dấu hiền hay nút dấu trừ đây. Đó, toàn bộ lúc này mình sẽ thay bằng những cái bộ nút hình các sinh vật biển. Nhìn rất là đặc biệt luôn. Và nếu như mà các bạn để ý thì những cái nút này nó đều có in chữ màu và các cái hình ở trên này nó sẽ in một số các họa tiết ví dụ như là bong bóng đồ nên nổi rất là cực kỳ đẹp luôn. Như các bạn đã biết thì cái keycap PPT này ngoài nó tăng cái độ đẹp cho chiếc bàn phím ngoài ra thì nó còn tăng cái trải nghiệm gõ nữa. Thì khi mình lắp vào xong thì mình sẽ gõ cái bàn phím này với một cái cảm giác rất là khác ban đầu. Nó sẽ cho cái cảm giác chắc hơn rất là nhiều và cái độ cân bằng giữa các nút nó cũng sẽ gần như là xem nhau. Như các bạn đã thấy là cái nền màu xanh dương của nó sẽ là giống như một cái dạng lớp biển sâu, còn lên một chút sẽ là lớp biển xanh hơn. Và phía trên này thì chúng ta sẽ nhìn thấy được các cái đàn cá tung tăng cực kỳ đẹp.
Thì nếu như mà các bạn muốn mua combo này thì giá nó cũng khá là rẻ thôi. Riêng cái bộ keycap này mình đang bán với giá là 400 ngàn. Còn cái chiếc bàn phím này chỉ hơn 600 thôi. Nếu như mà các bạn mua bộ combo này sẽ được hỗ trợ free ship toàn quốc nhé. Và giá của bộ combo này chắc khoảng tầm đâu đó 1 triệu thôi. Khá là ngon. Nếu như mà các bạn tính ra thì chúng ta sẽ có một chiếc bàn phím có một bộ keycap PPT cực đẹp, LED RGB có thể tùy chỉnh được. Khá là ngon đấy. Tính ra thì với 1 triệu cũng khó mà kiếm được một bộ bàn phím mà ngon như thế này. Nếu như mà các bạn muốn mua lẻ bộ keycap này thì bên mình cũng có bán và nó sẽ có ba cái chủ đề chính, đó là về biển như bộ này, và chúng ta sẽ có thêm một bộ nữa đó là bộ về rừng và một bộ nữa là bộ về Sakura, và nó sẽ có ba màu chủ đạo là màu xanh nước biển như thế này, và một bộ là màu xanh lá cây và một bộ là màu hồng, nhìn rất là đẹp. Và các bạn có thể mua lẻ về mình lắp cho những cái bộ bàn phím mà của mình, và các bạn lưu ý là những cái bộ bàn phím nào mà chuẩn ANSI như thế này nhé, đó tức là cái theo cái chuẩn layout như thế này thì mới lắp được cái bộ này, còn nếu không thì chẳng hạn như một số các cái bàn phím như Razer hay là Corsair thì nó sẽ không lắp được, và cũng như là những cái phím như là của Dariu á thì những cái phím dài thì nó sẽ không có hỗ trợ những cái keycap dạng như thế này. Các bạn lưu ý nhé, có rất là nhiều người hỏi. Như vậy là mình đã vừa thay và review cho anh em bộ keycap biển xanh như thế này. Thì nếu như các anh em có thắc mắc gì về chỉ bộ keycap thì hãy để lại comment ở phía dưới phần bình luận nhé. Ngoài ra thì mình có để link mua ở dưới phần mô tả đó. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ like, share và subscribe ủng hộ kênh Boss Gear nhé. Bye bye. I'll keep it.